Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Ngay sát nước Việt Nam chúng ta có một nước gọi là nước Campuchia. Hiện nay đang có những phong trào tẩy chay người Việt Nam hay cầu nguyện cho mối hòa khí giữa Việt Nam và Campuchia. Và khi nghe tới những tình hình tại Campuchia, tôi bỗng nhiên nhớ lại câu chuyện mà ngày xưa một nhóm người nhỏ đã tàn sát hơn 2 triệu người dân của mình. Và bất cứ một nước độc tài nào hay là những người mà họ đàn áp, họ luôn luôn đẩy dân của họ vào một số điều như sau: dân càng ngu thì càng dễ cai trị, dân càng nghèo thì càng dễ cai trị, và người càng bệnh tật thì càng dễ điều khiển, càng sợ hãi phạm tội càng dễ thay đổi người ta hay là điều khiển người ta. Tôi muốn nói với bạn và tôi tại đây, Chúa Giêsu của tôi và bạn, Ngài không hề làm như vậy. Ngài tới thế gian này để Ngài thay đổi tôi và bạn tâm trí. Trước đây chúng ta mê muội, bây giờ không còn mê muội nữa. Trước đây chúng ta sợ những tử vi bói toán, nay không còn sợ nữa. Trước đây chúng ta bị bệnh tật, ốm yếu, thiếu tiền, nghèo và nợ nần. Chúa ban cho ta sự khôn ngoan để bạn và tôi được thay đổi. Bởi vậy cho nên hãy nhớ một điều: đến với Đức Chúa Trời, cuộc đời tôi và bạn được thay đổi. Amen. Amen. Hãy quay sang người lân cận nói rằng: cảm ơn Chúa vì có Ngài. Có một câu kinh thánh mà ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ đã thay đổi đề tài của tôi. Tôi đã chuẩn bị trước một đề tài khác, nhưng đề tài bị thay đổi hay là được thay đổi. Hãy cùng tôi giờ sách Giăng đoạn 3 câu 16. Lời kinh thánh rất là quan trọng. Lời Chúa nói rằng: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được hưởng sự sống đời đời. Nếu ai đó hỏi tôi rằng anh theo đạo gì, thì tôi trả lời rằng tôi không hề theo đạo nào hết. Tôi tin và đi theo Chúa Giêsu. Có một số người họ nói rằng: tôi không hiểu tại sao những đạo khác, tôn giáo khác không thấy giao truyền đạo đó mạnh bằng đạo Tin Lành. Tại sao các anh cứ phải đi ra ngoài chợ nói về Giêsu vậy? Ai trả tiền cho các anh? Ai bắt các anh? Mọi người thấy có nan đề không? Trẻ con bắt đầu la hét. Có một số người họ nói rằng Hội Thánh Berlin kêu cầu nguyện sự phát triển, không những chỉ về truyền giảng còn cả sinh đẻ nữa. Chúng ta có gần 100 cháu, không phải đơn giản anh chị em. Số lượng lớn, mấy chục cháu đang học ở bên kia, còn mười mấy cháu đang ở trên tay của mẹ. Chúng ta cần thông cảm. Xin Chúa cho chúng ta một cái tòa nhà tại nơi đó, có một căn phòng cho dành các bà mẹ trẻ em ở nơi đó, ở vào trong đó ngồi vừa nghe lời Chúa, vừa nhìn thấy qua tấm kính những điều xảy ra ở đây, và không ồn những người trong căn phòng. Chúng ta thấy các con của chúng ta khi tới đây lập tức đi vào những lớp học, chúng nó không vào căn phòng của người lớn này. Chúng nó ở đó có lớp học dành cho các cháu tùy theo từng đối tượng. Vậy cho nên hãy cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta đủ những điều kiện cho các con chúng ta. Amen. Amen. Sao mặt anh chị em nó thấy căng thẳng thế? Hãy quay sang người lân cận nở nụ cười thật đẹp cho họ nhìn thấy nào. Tôi để ý thấy có một số những nhóm thánh kinh hay là nhóm tế bào, hay là đến một số hội thánh tại Âu Châu này, trước khi vào giờ thờ phượng, ví dụ họ nói rằng 10 giờ sẽ vào giờ thờ phượng, 9 rưỡi mọi người tới, cười nói vui vẻ lắm, trong mặt người nào tay bắt mặt mừng với nhau. Nhưng khi có thông báo rằng đến giờ nhóm rồi anh chị vào nhóm, là mặt người nào cũng bỗng nhiên họ trở thành hình thức tôn giáo. Tôi bảo wow, đâu phải như vậy. Chúa chúng ta đâu phải như vậy. Ngài là Đức Chúa Trời Cha, Ngài muốn các con của Ngài đến trong sự bình an, trong sự vui vẻ, nhưng mà tất nhiên không lộn xộn và mất trật tự, nhưng mà chúng ta thực sự vui ở dưới chân của Cha mình. Amen. Vì vậy cho nên nào, hãy quay sang lân cận nở nụ cười, mà các động vật khác không hề có nụ cười như bạn đâu. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cười là sự bộc lộ cái gì bên trong của bạn, chứ không phải chỉ là nhe răng liên tục. Người ta định nghĩa cười là nhe răng liên tục, nhưng không phải. Cười tủm cũng bộc lộ ra cái gì bên trong lòng của bạn. Rồi cho nên hãy thường xuyên mỉm cười. Có nhiều khi mỉm cười mà bạn tìm được việc. Có nhiều khi cười tươi mà cứu mạng sống của bạn đấy. Rồi cho nên đừng tiết kiệm và hà tiện nụ cười của chính mình. Amen. Amen anh chị em. Tôi đã nói vừa rồi họp nhân sự tại
tại Hà Lợi, tôi nói rằng Việt Nam có một cái điểm rất là đặc biệt, cái gì đẹp thì hay giấu, mà cái gì xấu thì hay phê ra, cười thì luôn luôn che miệng, mà ngáp thì luôn háng hoác, hôn nhau thì chui vào bụi rậm, còn tè bậy thì đứng ở giữa đường. Đấy, cái đó chúng ta phải thay đổi. Amen, amen anh chị em. Hallelujah. Hãy quay sang lân cận nói rằng chúng ta phải thay đổi. Quay trở lại câu Kinh Thánh: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được hưởng sự sống đời đời. Người ta hỏi tại sao người tin Chúa lại hay giao truyền tin lành như vậy vào Chúa Giêsu? Ai cho bạn tiền? Ai bắt bạn? Tôi trả lời: nếu bạn đã một lần yêu thì bạn sẽ không bao giờ ngậm miệng được khi muốn kể cho người khác biết về người mà đang yêu mình và mình yêu người đó, đúng không anh chị em? Ai đã một lần yêu trong đời, giơ tay tôi xem nào. Ok, ít người quá. Ok, ai chưa bao giờ yêu, giơ tay tôi xem nào. Chưa bao giờ yêu, có Ngọc à? Ngọc bị người ta đẩy lên giơ tay à? Ok, nếu bạn đã yêu thì tôi nói với bạn biết rằng chắc chắn bạn sẽ đi kể cho người khác nghe, vì nó không thể chứa trong lòng của bạn được. Amen. Trước đây, trước khi tôi gặp vợ tôi bây giờ, tôi có một cô gái người Nga học luật tên là Oksana. Và khi tôi và người đó yêu nhau, tôi gọi điện thoại về cho bố mẹ tôi nói rằng: bố ơi, thế nếu mà con lấy người Nga thì bố tính sao? Văn hóa khác nhau thì bố mẹ tính sao? Mẹ tôi nói rằng: không sao, ở nhà xây nhà làm cái bể tắm nó dài ra rồi. Mọi người biết vì sao? Sau này tôi mới phát hiện ra rằng bố mẹ tôi rất sợ tôi đi tu và không lấy vợ, mà 8 năm rồi chưa thấy nó rúc rích gì trong chuyện yêu đương. Thành ra họ nghĩ rằng tôi sẽ nói với bố mẹ tôi rằng con sẽ lấy vợ chỉ để cho họ an lòng thôi, tương lai chắc là mất dòng dõi rồi. Thành ra bố mẹ tôi nói rằng nó cứ lấy vợ là đã tốt rồi, da tím, da vàng, da đen hay là da gì được, cứ được hết, miễn là nó lấy vợ. Tôi hỏi những người có vợ Tây, tôi hỏi ý kiến người này người kia, và cuối cùng được một thời gian sau, mọi người đã biết rồi, chuyện của chúng tôi đã tan khi mà cô ấy quyết định không đi theo cái gì Chúa kêu gọi tôi. Thời gian sau nữa, 8 tháng hay là 7 tháng sau, tôi gặp một nàng tiên, tên cô ta cũng là tiên. Và khi gặp thủy tiên bên Đức này, tôi biết rằng đây là con người mà Chúa chọn cho tôi. Đi về nhà, tôi mang cái ảnh mà tôi có treo trên tường, treo trên giá sách. Tôi đi gặp những người bạn bè của tôi để kể cho họ nghe về người tôi yêu. Có những người họ bảo bận lắm rồi, họ nghe một cách rất là vừa nghe vừa uống chè, vừa nghe vừa xem đồng hồ, vừa nghe vừa viết gì đó. Tôi chán và tìm đúng được một thằng bạn ở cách thành phố khá xa, mấy trăm km, đi tàu xuống dưới đó, thức đêm với nó uống cốc cà phê, kể cho nó nghe mê mệt về người mình yêu. Sáng hôm sau lật ngược tàu trở về và ngủ trên tàu, lòng rất là vui. Vì sao? Bởi vì không ai muốn nghe tôi kể về người tôi yêu, cho nên tôi sẽ phải trả giá cho tôi cái vé để tìm bằng được một nạn nhân nào đó để mọi người nghe tôi tra tấn hắn và kể cho anh nghe về người mà tôi đang yêu. Bởi vậy cho nên khi bạn được Chúa yêu và bạn yêu Chúa, làm sao mà bịt được cái nồi nước sôi này? Amen. Mà bịt vào cái cục. Bởi vậy cho nên nếu như bạn chưa yêu thì bạn khó hiểu điều mà tại sao những người khác đi giảng tin lành. Tôi bị người ta dí súng, tôi bị người ta túm đầu và nói rằng cấm không được nói với Giê-xu. Tôi nói rằng làm sao mà cấm được? Bây giờ Chúa có thật yêu như vậy làm sao mà cấm được? Bố mẹ tôi nói rằng hãy lựa chọn gia đình hoặc là Giê-xu. Tôi nói rằng bố mẹ ơi, làm sao mà con có thể bỏ được hai đối tượng này? Con yêu bố mẹ và con cũng yêu Chúa Giê-xu. Bố tôi nói rằng chọn một trong hai, nếu không không còn là con nữa. Tôi nói rằng bố ơi, con không thể chọn một và hai được, con chọn cả hai. Bố tôi nói rằng mày không phải là con của gia đình nữa. Tôi nói rằng bố ơi, bố có thể đuổi con ra khỏi nhà, nhưng đối với con, bố mẹ luôn là bố mẹ của con. Tất nhiên câu chuyện đó là 22 năm về trước, chứ không phải bây giờ. Mẹ tôi sau này, sau 6 năm sự việc đó, tôi đưa vợ tôi về nhà trò chuyện, mẹ tôi thấy vui lắm. Tôi bảo mẹ ơi, tại sao bố dạo này khỏe thế, vui thế? Mẹ tôi ở trong bếp vừa thái thịt vừa nói, anh biết rồi mà cứ còn hỏi. Tôi bảo thế mẹ trả lời con, tại sao bố lại vui và khỏe thế? Mẹ tôi nói rằng thì bởi vì anh chứ còn ai nữa, được thằng con như thế này ai mà chả mở mày mở mặt. Tôi mới nói với mẹ tôi một câu tiếp theo này: mẹ ơi,
nếu như ngày xưa con vâng lời mẹ thì ngày hôm nay con sẽ ra sao? Mẹ tôi nói rằng, thà mày nghiện ngập như ngày xưa, thà mày mafia như ngày xưa, thà mày hoang đàng như ngày xưa, ngày xưa mày như vậy nhưng tao khổ không nhục. Còn bây giờ mày tin cái ông Giê-xu này, gia đình mày ở Việt Nam vừa khó mà lại vừa nhục, hãy bỏ ngay Giê-xu đi. Tôi nói rằng không được. Nếu như mẹ xem, bởi vì mẹ tôi thường xuyên xem bài giảng, nếu như mẹ xem chương trình này, mẹ biết Chúa thay đổi con và cũng thay đổi cả gia đình của mình. Bạn ơi, đừng bao giờ sợ nếu nó là chân lý. Chúa Giê-xu yêu tôi và bạn. Một tên gọi là Hùng Trắng tại Moscow đã thay đổi trở thành con người như thế này. Bởi cho nên ai đó chửi tôi, ai đó viết thư nặc danh tôi đọc và không hề giận một chút nào, bởi vì tôi đã từng là con người như thế. Và khi con người như thế mà Chúa thay đổi tôi như thế này, thì bất cứ kẻ nào đang chống đối Ngài tại Berlin hay tại Việt Nam, điều đó không quan trọng, chỉ quan trọng ở chỗ Chúa là đấng có thể thay đổi bạn. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, bạn có thể vừa trích thuốc phiện và đang xem chương trình này, hãy chạy tới với Chúa Giê-xu. Nếu tôi mà đã thay đổi được thì bạn cũng vậy. Hallelujah. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ được Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Trong khi đang nói chuyện tại đây, bỗng nhiên tôi có một cái sự rung động, và tôi muốn nói với một kẻ mà sắp tới nó sẽ đến hội thánh, bạn dành thời gian cho họ được không? 1 phút rưỡi thôi. Tôi nói với một con người vừa vô tình nhưng chả phải vô tình, bạn xem cái câu nói vừa rồi của tôi. Hãy nhìn sang bên phải của bạn, quyển Thánh Kinh Tân Ước bạn được nhận trong tay đang vứt dưới gầm giường. Bạn vừa hít xong. Bạn ơi, dù bạn đang mê man, nhưng khi bạn tỉnh, tôi kêu gọi bạn hãy đến với Chúa Giê-xu. Đời của bạn vẫn còn có thể thay đổi được. Không có gì khó hết. Nhắc lại này, bạn vừa hít xong, đang mê man quyển Thánh Kinh của bạn mà được nhận từ ai đó phát quăng xuống dưới gầm giường. Tôi kêu gọi bạn khi tỉnh hãy đến với Chúa Giê-xu. Bạn nghe những điều tôi đang nói không phải là vô tình. Hãy tới với Giê-xu để Ngài thay đổi bạn như một số thanh niên đã được thay đổi đang ngồi tại đây. Xin chúc ban phước cho bạn. Tôi muốn gặp bạn trong thời gian tới, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Hãy vỗ tay cảm tạ được Chúa Trời. Hallelujah. Lời Chúa nói, Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Người Việt Nam chúng ta ai cũng biết có ông trời, khổ kêu trời, nhưng họ lại tưởng tượng ông trời rất là quái đản. Họ sợ trời phạt, họ sợ bị sét đánh, cháy thui, họ luôn luôn lo sợ. Nhưng bạn ơi, lời Chúa khẳng định rằng vì chúng ta có một Đức Chúa Trời yêu thương, đấng mà người Việt Nam gọi là ông trời, đấng yêu thương chúng ta không phải là ông thần ác. Người Việt Nam thờ trời từ xa xưa rồi. Khi các tôn giáo ở nước ngoài chưa vào Việt Nam, người Việt Nam đã thờ trời rồi. Trống đồng có hình mặt trời, và tiếng gọi ông trời duy nhất tiếng Việt có từ ông đằng trước mặt trời, để tỏ sự tôn kính với một danh từ hay là đại từ nhân sinh có tên là trời. Chúng ta gọi ông trời. Tổ phụ Lê Nguyễn Trần Lý đã từng thờ trời, họ xưng họ là hoàng đế, chỉ là thiên tử con trời thôi. Và mỗi lần khổ kêu ôi rồi ôi, không có một dân tộc nào không có từ ôi rồi ôi. Chúng ta có 3 bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam đều có liên quan tới ông trời. Và ngày hôm nay tôi muốn nói với bạn rằng ông trời đó yêu thương bạn. Lý Thường Kiệt làm bản đầu tiên sông núi nước Nam vua Nam đó danh danh đinh phan ở sách trời. Bình Ngô Đại Cáo nói rằng trời thử lòng trao cho mạnh lớn. Tất nhiên là Đức khó dịch, dịch ý thôi cho người Đức hiểu. Mấy câu này khó, xin Chúa ban phước cho những người xin dịch cho tiếng Đức thật là chuẩn, cố gắng như có thể. Trời thử lòng trao cho mạnh lớn, ta gắng trí khắc phục gian nan. Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh, sau dấu chấm đó có chữ tạo hóa viết hoa, lấy từ tuyên ngôn độc lập của Mỹ. Từ tạo hóa đó không phải là thiên nhiên, không phải là tự nhiên, mà nó là đấng tạo hóa ban cho mọi người quyền bình đẳng mưu cầu hạnh phúc. Bởi vậy cho nên 3 bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam đều liên quan tới trời.
Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi và Hồ Chí Minh. Bởi vậy cho nên tôi muốn nói cho bạn biết rằng người Việt Nam thờ trời, khổ kêu trời. Và khi giặc ngoại xâm tới tấn công, giặc phương Bắc tới tấn công, lòng tướng sĩ đang chuẩn bị chạy về quê với vợ, bỏ súng bỏ gươm, thì từ trong đền đó có giọng nói mà người ta nghe tưởng từ trời: sông nước Nam, vua Nam ở, danh danh đinh phần ở sách trời. Và nhờ niềm tin vào ông trời đó, vào lịch sử đã được ghi lại dấu ấn sông Như Nguyệt, lời kinh thánh chép cho tôi và bạn rằng có một Đức Chúa Trời yêu thương Việt Nam, tin có ông trời nhưng không biết ông trời là ai. Cho nên khi tất cả những đạo từ bên ngoài vào, dù nó có thể ảnh hưởng lớn tới Việt Nam, kể cả đạo Phật, thì câu khấn Phật vẫn đứng sau câu lạy trời trước. Bất cứ một tôn giáo nào đều phải qua màng lọc ông trời. Kinh Thánh chép Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Bạn và tôi biết có ông trời, tổ phụ chúng ta biết có ông trời, nhưng tìm ông trời ở đâu ra đấy? Có một số người đến hội thánh lần đầu, khi bắt tay tôi hơi ngỡ ngàng. Khi giới thiệu rằng bạn của bạn giới thiệu đây là mục sư hội thánh, bạn: ồ, tôi tưởng mục sư cỡ khoảng 60-70 tuổi chứ. Tôi tưởng một cụ già lọm khọm đi chậm ra chào chứ. Vì sao? Tôi không hề chê trách bạn. Tôi ra sân bay tại Frankfurt, một người thanh niên ra đón tôi, đeo một cái bảng MS Trần Mạnh Hùng. Tôi lại gần nói: xin chào anh. Người thanh niên đó hơn tôi một tuổi, cách đây 15 năm trước, nhìn tôi, sau đó hỏi: anh ơi, thế ở trong kia có ông Việt Nam nào nữa không? Tôi bảo: không, mình tôi là người Việt Nam duy nhất từ Nga sang. Ồ, tôi là mục sư Trần Mạnh Hùng đấy. Ồ, thế à, xin lỗi. Lên trên xe ô tô, anh mới nói rằng tôi cứ tưởng tượng, vì tôi chưa gặp mục sư bao giờ, tôi tưởng tượng mục sư đó là một ông già trên 60, kéo từ từ cái vali ra, chắc là đi và ra sau cùng. Thế tôi hỏi anh cho nó chắc: nhưng xin lỗi mục sư, tôi hiểu lầm. Tôi bảo: không sao. Câu chuyện vừa rồi đưa bạn và tôi thấy điều gì? Bạn không bao giờ biết về tôi qua một người thứ ba. Bạn không bao giờ biết tôi qua cả vợ tôi kể cho bạn nghe về tôi. Bạn không thể biết về tôi khi bạn ngồi một chỗ mà suy luận ra tôi. Bạn chỉ biết về tôi khi chính tôi xuất hiện và nói cho bạn biết tôi là ai. Ông trời là đấng có thật. Người Việt Nam kêu ôi rồi ôi, nhưng mà lại không biết ông là ai. Cho nên tưởng tượng ra trong đầu, kể cả người Ấn Độ, tạo ra 330 triệu các ông trời khác nhau, 330 triệu các vị thần, trong đó bò trắng cũng là thần. Người Campuchia nói bò trắng Ấn Độ xuất khẩu sang chúng tôi ở bên Campuchia rất là nhiều, bởi vì tệ nạn bò trắng tại Ấn Độ vì là thần, thành ra nó ngông nghênh giữa đường phố như vậy, cả đàn không biết làm sao để diệt nó, thành ra xuất khẩu bớt sang Campuchia. Bạn ơi, vì con người tưởng tượng ra ông trời một cách méo mó, cho nên ông trời mới tìm cách để bộc lộ ngài cho chúng ta. Ngài không chấp nhận những cục đá, cục gỗ, cục sắt, cục đồng là ngài. Cho nên ngài đã xuống trần gian 2000 năm trước trong hình hài một con người, dùng ngôn ngữ của con người nói cho con người hiểu. Mọi người hiểu tôi đang nói gì không ạ? Một lần tôi muốn giữ một đàn kiến đi phía nhà của tôi, bởi vì cái tổ kiến xây nó đang nằm trong một cái rãnh nước, trời sắp sửa mưa rồi. Tôi nhìn thấy kiến đỏ đang vác xác xây tổ, cứ gặp nhau lại trò chuyện cọ râu vào nhau lại đi tiếp. Tôi mới thấy rằng sắp tới tai nạn sẽ đến với chúng nó. Tôi nói rằng: kiến ơi, mọi khi bình thường là tôi giết chúng nó ngay, lập tức dùng xăng và rơm đốt cháy cả tổ, bởi vì nó, kiến nó là kiến quân nó, kiến đen là kiến quân mình, vì kiến đen chưa bao giờ cắn tôi, chỉ chui vào lọ đường. Mỗi khi tôi ăn vụng là phát hiện ra kiến đen ở trong lọ đường của mẹ tôi. Tôi mới muốn giúp kiến đỏ nó rằng: kiến ơi, hãy vào nhà tao, nếu không sắp tới trời mưa rào, tổ mày và chúng mày sẽ công cốc. Chúng nó vẫn cọ râu vào nhau, nói rằng: giờ này bán hàng ra làm sao, con cái đi học tốt không, vừa rồi khai giảng tổ chức ở đâu. Nó không thèm để ý đến tôi, la hét như vậy. Tôi lấy cái bàn chân của tôi này, chắn đường nó, ngóng một cái đường khác để cho nó hướng về phía nhà của tôi, để cho mưa nó không vào nó. Có những con trèo lên chân của tôi, nó cong cái mông bít của nó cắm một phát, nó đốt tôi. Trong lúc bị cắn hai lần như vậy, tôi tức quá, giật chân một cái chạy về nhà nói: má, mẹ ơi, tại sao bọn kiến nó ngu như vậy?
Muốn giúp nó mà không chịu nghe, mà muốn giúp nó càng giúp thì nó càng cắn mình. Làm sao bây giờ giúp được kiến? Mẹ tôi nói rằng, con ơi, nó không ngu đâu, nhưng bởi vì nó là kiến, còn con là người. Con nói tiếng người cho kiến, kiến không bao giờ hiểu được. Chỉ có mỗi một cách, muốn cho kiến hiểu được tai họa, con phải trở thành kiến. Dùng ngôn ngữ của kiến, nói cho bộ não của kiến, thì kiến nó mới Và cũng như vậy, ông trời đã la nhiều lần rồi. Hỡi loài người ơi, ta không phải là như các ngươi tưởng tượng đâu. Nhưng mà con người đâu có chịu nghe. 2000 năm trước, đấng đó đã xuống trần gian, trở thành con người. Khi tôi còn nhỏ, tôi không thể trở thành kiến được, bởi vì tôi là người. Không toàn năng, không toàn tri, không toàn tài, không vô sở bất tài. Nhưng Chúa của tôi và bạn, đấng mà người Việt Nam gọi là ông trời, không có gì khó đối với Ngài. Ngài đã trở thành con người để dùng ngôn ngữ của con người và lại bị con người chà đạp. Hồi xưa tôi nhìn thấy Chúa bị đóng đinh, tôi rất là bất mãn. Tôi bảo không hiểu tại sao ông Giê-xu này, hồi đó chưa tin Chúa nha, không hiểu ông Giê-xu này sao mà yếu như vậy, bị đóng đinh kia mà lại không tìm cách giải phóng mình. Đến con khỉ tôn người không, nó còn dùng cân đổ vân cho nó thổi phù một cái ra, nó oánh tan tác mọi quân thù. Mà ông Giê-xu này tại sao lại không tự cứu bản thân thì làm sao cứu được những người khác? Nhưng sau này tôi hiểu ra một điều quan trọng. Lắng nghe này. Trả thù người khác, trẻ con cũng có thể làm được. Kẻ mạnh mới có thể chí ngự được bản thân của mình. Và chính Chúa vì mục đích ngày hôm nay tôi được cứu và bạn được cứu, Ngài đã chịu chết trên thập tự giá. Cái mạnh của Chúa ở chỗ, ở trong mộ 3 ngày không còn nữa. Amen. Tôn Ngự Không chỉ là một nhân vật truyền huyền thoại. Biết bao nhiêu vĩ nhân khác dù giỏi, kể cả Socrates, một triết gia lừng lẫy chết cũng nằm trong mộ. Pharaon cũng nằm trong mộ. Lenin cũng nằm trong mộ. Bất kỳ một người nào tài đến mấy cũng nằm trong mộ vì là người. Chỉ duy nhất Chúa Giê-xu của tôi và bạn đã sống lại từ cõi chết. Cho nên ngày hôm nay được gọi là ngày... Ngày gì nhỉ? Ngày Chúa Nhật. Ngày mai là ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cả ngày bé Nguyên cố gắng, thứ sáu rồi đến thứ bảy. Và ngày tiếp theo là ngày Chúa Nhật. Con trai tôi, Jeremy, vừa rồi sang Thụy Sĩ. Trong lúc đang leo núi như vậy, nó nói, Papa, tại sao không có ngày thứ tám? Tại sao không ngày thứ tám? Tôi nghe con tôi hỏi, tôi nhớ lại bố nó ngày xưa. 40 năm trước, xin lỗi. 40 năm trước, 38 năm trước, 37 năm trước hỏi ông của nó. Bố ơi, tại sao lại không có ngày thứ nhất? Mà thứ hai là ngày đầu tuần. Bài hát cô dạy, thứ hai là ngày đầu tuần. Mà tôi cứ thắc mắc tại sao thứ hai là ngày đầu tuần? Thứ nhất nó nằm ở đâu? Thì ngày hôm nay, con trai của tôi hỏi, bố ơi, tại sao không có ngày thứ tám? Tôi trả lời con tôi rằng, con à, một tuần chỉ có 7 ngày. Và ngày đầu tiên của tuần lễ, Giê-xu sống lại từ cõi chết. Cho nên, ngày đó bây giờ được đổi thành ngày Chúa Nhật. Bạn ơi, ngày hôm nay là ngày Chúa Nhật. Giê-xu sống lại từ cõi chết. Và Kinh Thánh chép rằng, vì Đức Chúa Trời yêu thương tôi và bạn, thế gian. Kinh Thánh của bạn có viết thế gian không? Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian. Định nghĩa, thế gian là gì? Thế gian là gian như thế đấy ông Cần ạ. Ông bố hỏi, thằng con hỏi ông bố, bố ơi, tại sao gọi là thế gian? Bố suy nghĩ một hồi nói rằng, thì gian như thế cho nên nó gọi là thế gian. Và trong cái thế gian gian như thế đó có tôi và bạn, mà Chúa vẫn yêu chúng ta. Đến nỗi con một của Ngài là Giê-xu xuống trần gian chết thay cho cái kẻ gian như thế. Về nhà soi gương biết mình gian như thế đấy. Ngay cả những cái việc tốt của bạn cũng là gian đằng sau. Ngay cả những lời nói hay của bạn với người khác, nhưng mà cũng có ý đằng sau của nó. Bạn ơi, nếu không có Chúa thay đổi con người chúng ta, thì tất cả chúng ta đều gian xảo. Amen. Amen. Amen anh chị em. Vì sao tôi nói như vậy? Bởi vì nếu bạn yêu Chúa, bạn biết rằng có một con mắt luôn nhìn bạn, nhìn thấu cả tấm lòng của bạn nữa cơ. Anh chị em có xem cái chương trình Big Brother không? Ở trong chương trình Vô Tuyến có cái chương trình của Big Brother. Họ đưa ra mấy chục thanh niên nữ nam cho vào trong một cái nhà thật là rộng, nhiều phòng. Và chỗ nào họ cũng đặt camera. Mấy người trong đó không biết đặt chỗ nào. Thành ra bất cứ việc gì bên trong đó làm gì, nói xấu ai, hay là ăn vụng, hay là
làm bậy gì đó đều được cả nước nhìn thấy hết, bởi vì nó quay ra ngoài hết. Bạn ơi, nếu như bạn biết rằng chúng ta đang sống ở trong một cái nhà to Big Brother, một cái Big Brother này là big big to đấy, là Đức Chúa Trời lớn ấy, có cái mắt nhìn thấy hết tất cả. Cô bạn gái cùng học với tôi tại bên Nga hỏi tôi rằng: Hùng ơi, làm thế nào cho đàn ông không ngoại tình Hùng? Vì chồng đi ngoại tình. Hùng ơi, làm thế nào cho đàn ông không ngoại tình Hùng? Tôi nói rằng: Bạn ơi, tôi nói thật với bạn nhé, nếu không có Chúa Giêsu, đàn ông khó giữ được không ngoại tình lắm. Thành ra không kèm được đàn ông đâu. Chỉ cần 3 phút vào toilet nó ngồi thôi là xong chuyện rồi bạn ạ. Thành ra chỉ có mỗi một cách: tin Chúa Giêsu và kính sợ Ngài, thì lập tức cái kia được giải phóng. Amen anh chị em. Thành ra lời Chúa nói Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến đó là ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con đó thì không bị hư mất. Hư mất đây là chết đời đời đó. Ai là người tin có địa ngục, giơ tay tôi xem nào. Cảm ơn Chúa. Như vậy tất cả người Việt Nam đều biết rằng chết không phải là hết. Chết không phải là hết. Bạn có bao giờ được nghe thấy người Việt Nam nào nói với nhau rằng: Ông Vượng ơi, Tết vừa rồi nhà tôi 2 con gà trống thiến qua đời. Ông Cần ạ, con lợn nhà tôi Tết vừa rồi từ trần. Lợn gà chết là hết, còn con người mới có thể qua đời, qua cái đời này để tới một cái đời khác, từ cái trần này để tới một cái trần khác. Bạn phải trả giá cho bạn này. Không có thuyết luân hồi, bạn không thể sống thêm một lần thứ hai để chuộc tội đâu. Chỉ sống có một lần, rồi sau đó bạn phải trả lời trước đấng tạo hóa những gì bạn làm. Vừa rồi Đức Đạt La Lạt Ma là Đức Phật được của người Tây Tạng thứ 14 công bố sau 500 năm rằng: Tôi không đầu thai nữa, nên tôi đã dừng lại. Trong khi quốc hội của Trung Quốc đang họp sợ là ông này ông đầu thai vào ai đó, và họ cấm rằng không được đầu thai vào người Trung Quốc. Đầu thai đi đâu thì đầu thai, nhưng mà miễn đừng vào Trung Quốc. Và bây giờ ông công bố rằng không đầu thai nữa, nghĩa là đến đời thứ 14 này là dừng lại, không đầu thai nữa. Tôi đưa ra cái thông tin như vậy cho bạn nghe thôi. Điều xấu không hề điều xấu, nhưng tôi muốn nói rằng chúng ta chỉ sống có một lần, do đó phải trả lời trước đấng tạo hóa. Và Chúa nói rằng khi bạn tin Chúa Giêsu thì cái gì bạn phạm tội, Chúa đã chuộc trên thập tự giá cho bạn rồi. Không một người nào chết thay tội cho người khác ngoại trừ Chúa Giêsu. Và khi bạn nói rằng: Chúa ơi, món nợ của con Ngài đã gánh cho con rồi, và con tiếp nhận sự sống mới của Ngài vào con, thì chúng ta được sự sống hoàn toàn mới, được trở lại làm con cái Đức Chúa Trời. Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ câu Kinh Thánh vừa rồi. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con đó không bị hư mất mà được hưởng sự sống đời đời. Có 4 điều bạn cần phải nhớ. 1, có một Đức Chúa Trời. 2, đấng đó xuống trần gian trong hình hài Chúa Giêsu. Giêsu chính là ông trời của người Việt Nam xuống trần gian. 3, chết thay tội cho bạn và cho tôi, chúng ta phạm tội. 4, khi tiếp nhận Chúa Giêsu, bạn trở thành con cái Đức Chúa Trời. Amen. Nào cùng cháu đứng dậy cầu nguyện nào. Có thể bạn đến đây lần đầu tiên trong hội thánh, bạn nghe bài giảng của tôi, bạn nói rằng: Mục sư ơi, tôi muốn tiếp nhận Chúa Giêsu. Tôi muốn bạn đứng tại chỗ của mình cùng với hết thảy hội thánh, hãy nhắc cùng với tôi lời cầu nguyện như bây giờ. Nào, hãy cùng nhau nào. Kính lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Ngài vì con là kẻ có tội. Chúa đã chết thay tội cho con và Ngài đã sống lại. Chúa chuộc tội cho con. Con cảm ơn Chúa. Ngày hôm nay con tiếp nhận Ngài là cứu Chúa đời sống của con. Con cảm ơn Chúa. Mọi tội con đã được tha. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Hãy vỗ tay cảm ơn Chúa Giêsu. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.